Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản phát sóng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, trong số đầu tiên về sửa đổi luật đất đai 2013 phát sóng ngày 15 tháng 9 trên VITV, các chuyên gia đã chỉ ra 4 điểm nghẽn trong quản lý đất đai. Ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục đi sâu hơn nữa vào một trong 4 bất cập luật đất đai, đó là giá đất. Bởi từ chính sách đến thực tế hình thành hai loại giá, một là giá do nhà nước ban hành và hai là giá hình thành từ thị trường. Và cũng từ đây xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Cụ thể, tại sao thị trường lại xuất hiện hai loại giá đất? Những bất cập khi thị trường bất động sản tồn tại hai giá đất này khác nhau như thế nào? Và đề xuất sửa đổi luật đất đai 2013 về vấn đề tài chính đất đai này ra làm sao? Tất cả sẽ có trong chuyên đề ngày hôm nay. Sau đây là những thông tin đầu tiên. Luật đất đai 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 2013 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2014, gồm tất cả 14 chương và 212 điều. Trong đó, luật bao hàm ở 3 nội dung: quy định chung gồm quyền và trách nhiệm của nhà nước, tổ chức và người sử dụng đối với đất đai, chế độ sử dụng các loại đất, địa giới hành chính, điều tra cơ bản về đất đai, quy định thực hiện cụ thể gồm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục hành chính về đất đai, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi bồi thường, tài chính về đất và quy định giám sát thanh tra. Trong đó, theo các chuyên nghiệp, điểm đột phá của luật đất đai 2013 là về tài chính đất, khi quy định giá đất ban hành 5 năm một lần trong khung và bảng của nhà nước phải theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, khi đến thực tế, cũng chính ở mặt được của giá đất này lại gây ra nhiều tranh cãi. Bởi theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh thì giá đất của nhà nước ban hành chưa sát với thị trường, dẫn đến xuất hiện hai giá đất khác nhau, một là giá vận hành theo cơ chế cung cầu và hai là giá nhà nước ban hành. Rất nhiều địa phương họ rất ngại đẩy cái giá đất lên cao. Nếu mà đẩy giá đất lên cao thì nó tác động rất lớn đến cái vấn đề kinh tế xã hội, đầu vào của mọi quá trình sản xuất nó sẽ gia tăng theo. Thì đấy là câu chuyện mà có cái định hướng của nhà nước như thế đó. Khung giữ ở đấy thứ nhất là để cái khuôn khổ đấy là một, để đảm bảo cái sự ổn định. Thứ hai là cái gì ạ? Giá giáp danh giữa các địa phương. Tức là không thể nào nếu anh để thả ra các địa phương thì sẽ có tình trạng giữa địa phương nọ địa phương thì nó sẽ có khung giá nhất cũng kiện ấy. Như vậy, ở góc độ quản lý, nhà nước ban hành giá đất để giữ ổn định tình hình kinh tế xã hội, trong khi thị trường bất động sản lại vận hành linh hoạt theo cơ chế cung cầu, dẫn đến nhà nước một giá, thị trường một giá. Tuy nhiên, vấn đề sẽ không có gì nếu khoảng cách giữa hai giá nhà nước và thị trường gần nhau. Cụ thể như ba tuyến đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, quận Nhất, theo giá đất nhà nước ban hành là hơn 210 triệu đồng trên 1 mét vuông, trong khi giá giao dịch trên thị trường tại ba tuyến đường này vào khoảng hơn 1 tỷ đồng trên 1 mét vuông, tức gấp 5 lần so với giá đất nhà nước quy định. Bởi vì trong luật đất đai chúng ta đấy quy định rằng bảng giá đất nó phải phù hợp với cái giá đất thực tế trên thị trường. Nhưng mà cái cách chúng ta ban hành bảng giá đất của địa phương là nó chỉ theo đánh giá của ông giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Bảng giá đất này của thành phố chỉ có giá khoảng 30% giá trị của thị trường. Theo các chuyên gia, mặc dù hiện đã có cơ chế kéo gần khoảng cách giữa giá đất nhà nước với giá thị trường, khi Điều 112 Luật Đất đai quy định, nguyên tắc định giá đất phải phù hợp với giá phổ biến trên thị trường. Trong đó, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được quy định mức giá đất riêng cao hơn khung giá đất của chính phủ. Tuy nhiên, lại có ràng buộc là giá này không được cao quá 30% mức giá tối đa trong khung giá đất đối với đất ở và 50% đối với đất nông nghiệp. Cho nên thực tế vẫn chưa kéo gần được khoảng cách giữa giá đất nhà nước với giá thị trường như nguyên tắc định giá đất của luật đất đai 2013. Tôi cũng hoàn toàn nhất trí là cái bảng giá đất ấy thì nó không có sát với thực tế và cuối cùng là nó cũng không đúng với cái thị trường nó phải đi xuống rất nhiều so với cái thời điểm mà ban hành cái bảng giá đất. Vừa rồi chúng ta cũng nghe báo chí đặt vấn đề một số cái nội dung về giá đất của bảng giá đất so với thực tế, nó có những cái điểm bất cập. Quan điểm là của thành phố hoặc là ngành tài nguyên đó, là tiếp thu ý kiến này và trong cái góp ý lần này cho sửa được đất đai, chúng ta phải đặt vấn đề này lên để làm sao cho nó phù hợp trong cái quá trình này, làm cơ sở để tính toán các giá đất cho người dân khi thực hiện cái quyền của mình. Cũng chính sự chênh lệch đến hơn 2 lần giữa giá đất nhà nước và thị trường đã dẫn đến rất nhiều khiếu nại về đất đai. Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, thì mỗi năm thành phố có khoảng hơn 700 đơn thư khiếu nại về đất.
Theo luật đất đai năm 2013, thì giá đất do nhà nước ban hành là căn cứ để tính 5 nghĩa vụ thuế là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bồi thường và thuế sử dụng đất, phí và lệ phí trong sử dụng đất. Cho nên sự xuất hiện của hai giá đất với mức chênh lệch giá lớn đang khiến cho công tác thu hồi giải phóng mặt bằng của nhà nước với người dân gặp nhiều mâu thuẫn, đồng thời gây thất thu ngân sách khi giá cho thuê đất rẻ. Cụ thể vấn đề này như thế nào? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Khu đất rộng hơn 30 ha tại khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè này đã từng chuyển nhượng cho doanh nghiệp với mức giá rẻ bất ngờ chỉ 1,29 triệu đồng trên 1 mét vuông. Với giá bán này, thành phố đã thu về 419 tỷ đồng cho ngân sách. Trong khi đó, nếu chuyển nhượng khu đất này theo giá trị thị trường, thì ngân sách thành phố có thể thu về khoảng 2.400 tỷ đồng, một sự chênh lệch không hề nhỏ. Còn khu đất vàng rộng gần 5.000 m2 trên đường Lê Duẩn này, giá nhà nước cho doanh nghiệp thuê vào thời điểm hơn 10 năm trước chỉ khoảng 3,5 triệu đồng trên 1 m2, trong khi nếu theo giá thị trường thì giá thuê có thể ở mức 400 triệu đồng trên 1 m2. Đây chỉ là hai trong rất nhiều địa chỉ đất công thành phố Hồ Chí Minh được giao và cho thuê với giá rất rẻ, gây thất thoát ngân sách của thành phố rất lớn. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bất cập đến từ việc định giá đất. Về xác định giá đất cụ thể theo phương pháp thẩm định giá, thì phải nói rằng từ khi thực hiện luật đất đai 2013 thì ngành tài nguyên môi trường cùng với ngành tài chính và hội đồng thực hiện công việc này, nhưng mà trong quá trình tổ chức thực hiện, đặc biệt là cái thông tư 36, rất nhiều điểm vướng mắc ở địa phương trong cái vấn đề. Đại diện Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh phân tích thêm, do giá đất nhà nước ban hành là căn cứ để tính tiền bồi thường và tiền cho thuê đất, nên khi giá này thấp sẽ dẫn đến hai vấn đề. Thứ nhất, mâu thuẫn trong công tác giải phóng mặt bằng giữa nhà nước và người nhận bồi thường, và thứ hai là làm thất thu ngân sách. Khi nhà nước cho thuê đất với giá rẻ, trong đó do giá đất nhà nước ban hành đang thấp hơn giá thị trường đến 70%, dẫn đến thất thu ngân sách rất lớn khi nhà nước giao và cho thuê đất công, bởi đất đai đang chiếm đến 10% nguồn thu cho các địa phương. Phải nhận rằng trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cả một giai đoạn thì chưa đạt kế hoạch đã đặt ra. Ngay cả trong cái thời gian điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, thì thành phố cũng nhận trách nhiệm này với chính phủ về vấn đề này. Không chỉ gây thất thu ngân sách trong việc giao và cho thuê đất công, mà giá đất nhà nước ban hành thấp còn gây khó khăn cho việc thu hồi đất, bởi bảng giá là căn cứ để nhà nước tính tiền bồi thường cho người dân ở các dự án công. Từ đây dẫn đến nhiều mâu thuẫn khi nhà nước giải phóng mặt bằng, thậm chí nhiều dự án ngâm từ năm này qua năm khác do không thống nhất được giá đất bồi thường với người dân, đơn cử như dự án khu đô thị Thủ Thiêm. Thì nếu mà không về đây được thì phải bồi thường thích đáng cho tụi tôi. À, nó bán trong khi nó bán cho nhà người ta là 350 triệu. Thì tôi á, phải trả tôi, trong khi nó trả cho tôi có 18 triệu thôi. À, bây giờ phải yêu cầu, tôi muốn là phải trả làm sao? Cũng phải theo giá thị trường. Khi mà nhà nước thu hồi thì nhà nước định bù theo cái barem giá đất của nhà nước. Nhưng mà nếu như cái dự án đó mà của một doanh nghiệp cũng cần cái đó, người ta lại thỏa thuận với người dân, người ta bồi thường với cái giá theo giá thị trường, thì nó có sự chênh lệch như vậy, dẫn đến cho việc giải phóng bồi thường, giải tỏa mặt bằng rất là khó khăn trong cái việc đàm phán về giá. Theo các chuyên gia, do các dự án nhà nước thu hồi đều là dự án công, tiền bồi thường lấy từ ngân sách và việc định giá đất theo giá nhà nước, cho nên hơn 500 dự án bất động sản treo tại thành phố Hồ Chí Minh cũng xuất phát từ bất đồng hai giá đất. Trong đó xảy ra nhiều ở các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích chung. Cũng chính vì thế, để tránh tình trạng ngâm dự án, các doanh nghiệp ở các dự án phát triển bất động sản vì mục đích sản xuất kinh doanh buộc phải thỏa thuận với người chuyển nhượng theo giá thị trường, dù cho sau đó khi tiến hành nghĩa vụ tài chính về đất với chính quyền là giá nhà nước và chỉ bằng 30% giá thị trường, có nghĩa nhà nước chỉ khấu trừ cho doanh nghiệp 30% giá bồi thường thực tế trong tiền sử dụng đất, còn lại 70% doanh nghiệp phải tự gánh. Và đương nhiên, gánh nặng này sẽ chuyển qua vai người mua nhà thông qua giá bán. Đó là thực tế doanh nghiệp sẽ bỏ nhiều tiền hơn so với phương án đền bù giải tỏa để thỏa thuận với người dân để mà tạo lập quỹ đất. Tuy nhiên là khi mà tính cái giá trị giá vốn đưa vào cái tính cái dòng tính cái thuế đất thì doanh nghiệp không được tính cái khoản tiền đấy. Vì vậy có nghĩa là tôi lại phải mua lại cái
quyền sử dụng đất là thông qua cái chuyện mà nhà nước thu tiền sử dụng đất nên là gánh nặng. Bởi vì sao? Doanh nghiệp gánh ban đầu xong rồi sang cái vai đó, sang cái gánh đó cho người mua nhà. Cho nên mong muốn điều chỉnh một số điều về tài chính đất trong luật đất đai 2013 là vấn đề quan trọng mà cộng đồng mong mỏi hiện nay, bởi khi khoảng cách giữa giá đất nhà nước ban hành và giá thị trường chênh lệch quá xa đang dẫn đến tác động xấu dây chuyền từ nhà nước đến doanh nghiệp và người dân sử dụng đất. Các doanh nghiệp bất động sản kiến nghị sửa đổi bổ sung một số điều trong chương 8 về tài chính đất đai, trong đó tập trung ở điều 113 và 114 quy định về khung và bảng giá đất, với mục tiêu đảm bảo giá đất phù hợp với giá phổ biến trên thị trường và phù hợp với tình hình thực tế địa phương, ghi nhận của nhóm phóng viên VITV. Không nên tính cái phương án chiết khấu dòng tiền. Như vậy nó sẽ là một con số không có rõ ràng và gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Các cái cơ quan ban ngành nên áp ra một cái mức giá hiện nay và tính thuế đất ở một cái mức rõ ràng cho doanh nghiệp có thể tính toán được phương án kinh doanh ngay từ đầu, và tránh tình trạng kéo dài như hiện nay trong vấn đề tính thuế đất kéo dài, có thể như có một số thông tin có thể kéo dài 2 năm. Và như vậy thì cơ quan nhà nước cũng chậm cái nguồn thu, mà doanh nghiệp nhiều, một số doanh nghiệp muốn nộp cũng không được mà phải chờ đợi. Mà bây giờ muốn cho bản giá đất sát giá thị trường, phù hợp với giá thị trường thì chỉ có cái là giao toàn quyền cho địa phương ban hành bản giá đất. Như vậy là không nên để chính phủ ban hành khung giá đất nữa, thì từng địa phương chịu trách nhiệm về chuyện đó. Còn tất nhiên cái vấn đề mà điều tiết chung của chính phủ, của Bộ Tài nguyên Môi trường, của Bộ Tài chính, đó là cái điều tiết để làm sao tránh những trường hợp mà địa phương có những cái quyết định nó không phù hợp. Quan đến giá đất hiện nay á, thì theo mong mỏi của các nhà đầu tư á, cũng như là trong cái cộng đồng về bất động sản á, thì người ta có cái xu hướng là đồng ý theo cái đề xuất của Ủy ban nhân dân Hồ Chí Minh là nên đưa nó vào một cái sắc thuế về tiền sử dụng đất là phù hợp nhất và nó tiên tiến hơn. Còn hơn cái cơ chế hiện nay là phải phụ thuộc vào cái hội đồng thẩm định một cách chủ quan của cái cơ quan thẩm định. Tức là mặc dù có giá đất nhưng mà không thể nào áp theo giá đất cho dự án đó, mà phải có một cái hội đồng thẩm định giá. Và cái giá đất nó bao nhiêu để phụ thuộc vào cái hội đồng thẩm định đó. Rõ ràng nó thể hiện cơ chế xin cho, mà đã là cơ chế xin cho thì lúc nào nó cũng kìm hãm cái sự phát triển một cách tự nhiên của thị trường. Bởi vì nhà nước là chủ sở hữu toàn dân, là chủ sở hữu tất cả, thì đối với đất đai thì nhà nước có nhu cầu là muốn thu được cái tiền sử dụng đất với cái mức giá là tốt nhất và hiệu quả nhất, và tránh cái trường hợp gọi là nhà đầu tư tư nhân á, là lúc mà đền bù thì với giá thấp mà lúc bán lại với giá cao là ăn lời bất chính. Nhưng mà một mặt khác á, thì cũng phải hiểu rằng là người ta kinh doanh, người ta cũng có rủi ro, và bảo người ta phải nộp một cái khoản tiền lớn từ trước ngay từ đầu là một cái khó khăn đối với người ta đó. Cho nên là nên cho người ta nợ. Tôi nghĩ rằng là việc định giá có thể thông qua đấu giá công khai, mà thật ra đấu giá công khai nó là cái cách mà gọi là an toàn nhất. Tiếp tục phối hợp với các cái bộ ngành ấy để hoàn thiện một số cái thể chế, ví dụ như là vấn đề về vốn tín dụng, vấn đề về thuế, đây là hai cái mà tôi cho rằng là cũng tác động rất lớn đến thị trường bất động sản. Thì ví dụ như phối hợp với Bộ Tài chính để nghiên cứu cái bất động sản hoặc là các cái thuế, phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường để sửa đổi cái luật đất đai. Đây cũng là một cái nút thắt tôi cho rằng là cần phải tiếp tục là tháo gỡ. Thì nếu mà làm được như vậy, tôi cho rằng 2018 sẽ có nhiều cái điểm sáng trong bất động sản. Vâng, thưa quý vị, như vậy sau 4 năm thực thi, giá đất là một trong những hạn chế trong luật đất đai 2013 mà thị trường bất động sản mong muốn sửa đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập đến vấn đề sửa đổi luật đất đai năm 2013 trong số tiếp theo vào thứ 7 tuần sau. Còn bây giờ, chuyên đề xin phép được khép lại tại đây. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.